Tiếp tục nha anh em. Dùng bạo lực cho nó anh em. Nói như người ta lấy kéo người ta cắt ra luôn này, nhưng mà tôi không làm vậy đâu, lấy tiếp cái miếng dài đó. Thank you.
tháo được cái lưng rồi này nè.
Lúc nãy là tôi cắt á, xong rồi cái mũi dao này nó hơi lục đi, nhưng mà tôi bẻ đi thì nó bén lại nha anh em. Này tháo chiếc 2 ngày mới xong. Đây là hơi khó rồi nha anh em, khó chơi rồi đấy. Sau gần một tiếng tháo là giờ cũng băm tắt rồi anh em. Thả bên đường đây.
em thấy tôi ngồi làm có siêng năng ngon em. Cần cù bù thông minh nha anh em, chứ không phải cần cù bù siêng năng thôi nha. Cần cù nó bù thông minh. Gì về mày mà nói đúng, nhưng rồi mày thì biết gì về tao. Nói về cách xấu thì tụi mình đánh dấu tao bước vào dòng nhạc không ai là đề cao, cho tới khi mày gặp fan ngoài đời và bắt tay khóc với âm nhạc anh hỏi như thế nào. Anh có một túi mưa to giấu trong lớp ngoài gầy guộc, và cuộc sống luôn tìm mọi cách để mà được khoe như bầy chuột. Lấy đi hết những gì đẹp nhất để rồi thì ai cũng như ai, ngập trong những lo toan cuộc sống hôm qua hôm nay cũng như mai. Anh không đưa em bay cao vì sau lưng anh không có lông vũ. Thế giới của anh bé xíu, anh là lo con chim luôn ông chủ. Anh không có những khu vườn mà trời hoa trở lại là thơm, tặng em những cánh đồng mơ mơ sơ sát như rạ và rơm. Nghỉ tay chút nha anh em, thao tiếp nha anh em. Một cái quần như này mình tháo ra rất là lâu nha anh em, mình tháo ra rồi mình làm thành túi đồ này nọ lâu lắm rồi anh em, phải kiên nhẫn nhá. Tôi là tôi kiên nhẫn tôi đi thấp lắm, tôi là ít kiên nhẫn lắm. Đây tôi tập kiên nhẫn, cố gắng tập kiên nhẫn nha. Thành công sẽ đến.
sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Đừng đến những ngày vinh quang không còn xa, bởi chúng ta đã chọn. Ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người chiến thắng. Thank you.
không, còn đi làm công ty, còn đi sớm về hôm nay bằng lương còn không kịp được. Rồi tôi lại lớn thêm tình yêu của mình, mà để dành cùng mấy trung tâm tựa mình bên phim đàn. Vì mình ngỡ ngát, lòng anh chẳng hỡi chết. Tình yêu này đến những lúc thấy anh sang vượt qua. Tình yêu của hương năm, vì mình ở lối trắng. Tình yêu của hương năm, vì mình ở lối trắng. Chẳng ai phải thắc mắc, còn tôi thì đã chắc. Nhưng ơi nào hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi.
Hơi mỏi rồi anh em. Thôi nghỉ đây, mai làm tiếp nha. Tiếp tục nha anh em. Dùng bạo lực cho anh em. Bạo lực. Có nhiều người ta lấy kéo ta cắt ra luôn này, nhưng mà tụi không làm vậy đâu, lấy tiếp cái miếng dài đó.
cái lưng rồi này này. Thank you.
Lúc nãy là tôi cắt đó, xong rồi cái mũi dao này nó hơi lục đi, xong rồi tôi bẻ đi là nó bén lại nha anh em. Này tháo chiếc 2 ngày mới xong. Chơi rồi đấy. Thank you.
em thấy tôi ngồi làm có siêng năng rồi em. Cần cù bù thông minh nha em, chứ không phải cần cù bù siêng năng thôi nha. Cần cù nó bù thông minh. Về mày mà nói đúng, nhưng rồi mày thì biết gì về tao. Nó với cách xấu thì tụi mình đặt giống tao bước vào dòng nhẹ. Không ai là đề cao cho tới khi mày gặp fan ngoài đời và bắt tay khóc với ông nhẹ anh gọi như thế nào. Anh có một túi mưa to giấu trong lớp ngoài gầy gò và cuộc sống luôn tìm mọi cách để mà được khoe như bầy chuột. Lấy đi hết những gì đẹp nhất để rồi thì ai cũng như ai. Ngập trong những lo toan cuộc sống hôm qua hôm nay cũng như mai. Anh không đưa em bay cao vì sau lưng anh không có lông vũ. Thế giới của anh bé xíu là lo công kim luôn ông chủ. Anh không có những khu vườn hoặc trời hoa trở lại là thơm. Tặng em những cánh đồng mơ, mơ sơ sát như rẻ và rơm. Nghỉ tay chút nha anh em. Tiếp tục nha anh em. Tiếp tục nha. Anh em thấy góc của tôi chiêu có một đôi giày Adidas của Jeremy Scott nha anh em, một băng là xanh băng là sao rồi các thứ sọc đỏ cờ xanh sọc đỏ sao xanh là cờ Mỹ á anh em, mỗi chiếc mỗi màu nha, hơi bị đọc quá. Anh em nào rảnh làm máy này giết thời gian ok lắm nha anh em.
ra mấy con may vô, còn tôi thì tôi lấy con tôi tháo ra anh em, tôi ngược đầu. Rắn rấu sinh nông nấu rồi anh em. Sòi keo vô lo xăng đỏ thần tỏi đây hột vịt lộn hột vịt dứa trứng cút lộn bắp xào me phong sát của ông ra này. Tháo chỗ nào cũng tháo nhà này, tôi có tháo theo thứ tự đâu.
tháo được logo rồi nha anh em. Thì khó rồi đó anh em, kiếm khúc nào dở làm tiếp.
chơi với cánh chim bay, thời gian nhưng hàng bao đôi tay, mỗi chân đi về đâu, mưa không gian bao trời nỗi sầu. Tiếp tục nha anh em. Tiếp tục nha. Em thấy góc của tôi chiêu đó, đôi giày Adidas của Jeremy Scott nha anh em, một băng là sọc xanh bao giờ sao rồi các thứ sọc đỏ, sọc đỏ còi xanh, sọc đỏ sao xanh để cờ mì á anh em, mỗi chiếc mỗi màu nha, hơi bị độc quá. Anh em nào rảnh làm máy này giết thời gian ok nha anh em.
ta mấy công may vô, còn tôi thì tôi lấy công tôi tháo ra nên tôi ngược đầu. Gắn rấu sinh nông nấu rồi nè. Bí ổi có ra quê đi rêu đi xong đi đỡ ngầm tội ơi. Cam sầm ổi sòi kêu vô lo xăng đỏ thần tỏi đây hột vịt lộn hột vịt dứa trứng cút lộn bắp xào me phong sát của ông ra nè. Thích tôi tháo chỗ nào tôi tháo, nhà này tôi không có tháo theo thứ tự đâu.
tháo được logo rồi nha anh em. Thì khó rồi đó anh em, kiếm khúc nào dở làm tiếp.
chơi với cánh chim bay, thời gian in hàng bao đôi tay, mỗi chân đi về đâu, mưa không gian bao trùm nỗi sầu. Tôi sẽ hướng dẫn anh em cách tháo quần, tháo một cái quần mà mình không mặc nữa, là cái đồ mình bỏ mình không làm gì đó em, mình tháo ra đỡ mình may thành túi này kia. Là đây là một cái miếng của cái con quần sọt nha, mình tháo ra nha anh em, để tôi may thành túi kiểu như đấy, mình sẽ may mấy góc của nó lại. Mình sẽ có một cái túi nha, nó khá là độc lạ bình dương nha. Và tôi chưa có máy may cho nên là tôi làm biếng may tay ở đây. Đây là tôi custom một cái logo Ebisu để anh em, tôi cắt cái logo Ebisu đẹp không. Bây giờ tôi lấy kim chỉ này, tôi mày này, không phải độ mới tôi làm biến đó nè. Tôi tháo cái túi ra, tôi mày logo Ebisu lại đem. Đấy, Ebisu không phải như mấy dân chơi mà kia nha em. Đây là tôi sẽ làm vài đeo này, đó, mình sẽ đeo. Đấy, nó chỉ là cái vài túi nha nè. Mấy con quần, đây là con bim la bông nha anh em, đấy, mấy con quần này size nó khá là lớn, size nó to lắm, con quần này anh em biết giá của mấy quần này nhiêu không? Quần này giá hơi cao quá, đâu ta, tạt quá đâu ta, đây. Cái quần này là tôi mua là giá 50 đô nha anh em, nó còn đủ rồi không? Nhưng mà tôi mua ở trong tiệm đôi xây chỉ có giá 20 ngàn. Tôi mua một lô rồi anh em, tôi thấy nó một lô không nhiều, tôi mua cứ 20 ngàn cái tôi mua một mớ. Đó. Bây giờ tôi sẽ tháo nó ra nha, tôi sẽ tháo từng cái khúc chỉ của nó ra nha. Mấy này đẹp, Ebisu nó như Quick Silver, cái thứ là nó nhiều đi theo nha anh em. Tháo từ cái lưng, tháo ra. Cái dao này có thể là đúng tiền nào của nó. Anh em tháo cẩn thận nha, tháo cẩn thận đánh lẹ những cái đồ nha anh em.
thời gian tôi ngồi tôi làm như vậy không ạ anh em, tôi rành quá tôi không biết làm gì hết, xem tôi ngồi tôi làm cái này tôi biết là sẽ có lúc là tôi sẽ ứng dụng nó vào cuộc sống. Giao đúng ổ kẹp luôn, quá chán. 12 ngàn, đâu đòi hỏi được. Không được đòi hỏi. Mai mốt tôi sẽ mua một cái dao xịn hơn rồi tôi làm em em. Tình tôi bao lâu nay vẫn giữ nguyên vẹn cho anh mặc dù ta đã chia tay lâu rồi. Và hãy nơi đây vẫn nhớ như vì sao này anh đã có phút theo người ta. Một tháng năm qua ta yêu nhau ta đã cho nhau thật nhiều thật bao lâu để có thêm được hoàn. Bạn bè tôi hay hỏi con sao vẫn chưa yêu người sao? Làm sao tôi có thể nào yêu ai? Và 7 năm qua ta yêu nhau ta đã cho nhau thật nhiều.
lòng tôi có đôi lần khẽ cười, rồi bên vết thương tôi quỳ vì em đã mang lời khấn nhỏ bỏ tôi đứng bên đường kia. Vất vả nè, hôm nay cũng hơi
cần sự tỉ mỉ nha, cẩn thận chứ không là chóc sơn tay vậy anh em.
Chắc nước cũng lạnh rồi, chạy xuống ấy uống nha anh em. Pha quả bột uống cho bổ dưỡng sức khỏe nha anh em. Đây, bột đây. Khá là bổ nha anh em, này nó như cọc kia anh em. Và mẹ tôi đã mua đậu xanh, đậu đen nè, xong rồi đã mua đậu nành, đậu ngự, đậu đỏ rồi các kiểu, các loại đậu. Và đầu mẹ tôi đã rang lên, đã rang bằng lửa than nha anh em, đã rang bằng lửa than, xong rồi là rang cho nó chín lên rồi bắt đầu mẹ tôi đã đi xay ra, xay nhuyễn ra như thế này. Đó. Xay cái này ra. Đó. Rồi. Mình sẽ bỏ chút đường vào nha anh em. Bỏ đường nha. Bỏ muỗng đường nha. Để cho mấy bạn làm biếng ăn nó tốt lắm. À, ok. Bỏ đường. Xong thì bỏ chút sữa, sữa đặc rồi nha anh em. Bỏ thêm miếng sữa vào cho nó béo. Đó, chút sữa vô nó nè. Ok. Nước sôi rồi nha anh em. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu không đẹp lắm. À, tôi hốt ảnh gốc nha. Nó mua này anh em, nó mua đã làm công chuyện. Cái này á, 12 ngàn. Rồi mưa, mưa hát dù đêm buồn, con phố vắng tênh ngắm ai về trong mưa. Đêm khuya đi, tay lắc soi đêm hè, nhòe mơ ca, bao dòng lệ cay ngã. Em giờ đây, nơi xứ xa quê người, hạnh phúc có không? Như em thường mộng mơ, dòng thư hồi âm vương tiếng em thơ dài. Đời đắng cay khi lầm đường lỡ bước. Xưa mà tôi học giỏi, tôi đừng quậy phá, tôi đừng nghèo lại, giờ tôi làm ca sĩ rồi anh em. Tình yêu ngày xưa không sao níu kéo bước chân em, phút giây dại khờ một ai nỡ mai cướp mất em tôi.
Và giờ đây khi cơn mưa đã qua đi, còn lại gì em tiếc nuối. Giờ tôi bỏ tủ lạnh nha. Tôi bỏ tủ lạnh cho nó mát một chút, tại ngon hơn khi uống lạnh nha anh em. Rồi, stay. Tình yêu ngày xưa không sao níu kéo bước chân em, vốn dễ dãi khờ một ác, nỡ mai cướp mất em tôi. Và giờ đây khi cơn mơ đã qua đi, còn lại gì em tiếc nuối. Anh chỉ biết cầm nín nghe tiếng em khóc, biết làm gì cho em khi không được bên em. Thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần, còn hơn trông thấy em đau đớn mình ai. Đây, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách tháo một con quần jean nha. Để lấy phôi vải ra mình custom đồ nha anh em. Rồi, bye bye anh em. Chào Dư Hứng Hồn. Tiếp tục nha anh em. Dùng bạo lực cho nó anh em. Bạo lực. Chơi.
Có nhiều người ta lấy kéo, ta cắt ra luôn này. Nhưng mà tụi hổng làm vậy đâu. Tiếp cái miếng dài đó.